Chiều ngày 17 tháng 12 tại sân vận động CIS Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat đã có chiến thắng thuyết phục trước đại diện đến từ Thái Lan Mono Vampire với tỷ số 110-94. Góp công lớn trong chiến thắng này chính là ngôi sao Akeem Scott. Anh đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi được 36 điểm, 6 rebound và 5 pha kiến tạo. Trong đó có 6 lần ném được 3 điểm thành công. Với kết quả này, Sài Gòn Heat đã nhận được chiến thắng đầu tiên tại ABL trong mùa giải năm nay. Ngoài ra, đây cũng là trận thắng thứ 5 của đội trước Mono Vampire ở đấu trường Đông Nam Á. Ở vòng đấu tiếp theo, Sài Gòn Heat sẽ thi đấu ở Thái Lan và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kyle Hollywood cũng chính là Mono Vampire. Đây là cơ hội rất lớn để Sài Gòn Heat có được chiến thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay.